cô ta không nói chuyện đâu, mày vặn vẹo mày ở đâu? Này, mày tên là gì đấy? Con tên là Xuân Bắc, hôm nay con được mời đến đây là người dẫn chương trình. Mẹ nghe cái tên ta đã biết mày hãm rồi. Ok. Tất cả những thằng Xuân Bắc là không thằng nào ra hồn ra người. Thế còn Xuân Hinh thì sao ạ thầy? Xuân Hinh thì nói chung là tốt. Có tốt không hả quý vị? Nếu tốt thì dành một tràng vỗ tay. Thế thầy giải thích cho rõ vì sao Xuân Bắc không ra gì còn Xuân Hinh lại rất ra gì ạ? Thế giờ em hỏi các bác nhá, thì em cứ nói rất đơn giản này này. Xuân Bắc đúng không? Bắc là cái gì? Tôi nói đơn giản. Bắc là gì? Bắc là phân bắc phân chuồng. Thì nói thế. Nói chung là cái họa nhà mày là họa nhà phân. Mà không ai dây mình cái loại phân. Xuân Hinh là gì? Xuân Hinh là gì? Hinh là gì? Hinh là hương. Hương là lửa. Lửa đã giúp Hinh từ vượn trở thành ngày hôm nay. Hinh là hương thơm. Nói chung là hương thơm là hơn cái loại phân rồi. Vâng, thế thì con chịu thầy rồi. Mọi người lại dành cho thầy một tràng vỗ tay nữa đây này. Vâng, các bác thấy tôi vui vẻ đấy. Mày làm sao mày thua được cái này? Mày tưởng cái lốp mày căng mà mày ra mày chèn ép tao à? Quên mà không tao không nói nữa. Thôi thầy đi cúng đi. À, em hát một câu đi chợ các bác nhé. À, dàn nhạc cho hát câu đi chợ nhé.